Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Đời sống sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mỗi tuần chúng ta sẽ đến với một câu chuyện xoay quanh những vấn đề của các bạn sinh viên. Và chủ đề tuần này là một vấn đề phi trường nghĩ rằng tất cả các bạn tân sinh viên đều quan tâm, đó chính là việc tìm phòng trọ. Trong chủ đề này có những vấn đề nào mà các bạn sinh viên quan tâm? Hãy cùng khảo sát ngay một số ý kiến của các bạn sinh viên ngay nha. Mình thường lo lắng về vấn đề về lừa đảo, giống như về hợp đồng trọ, bởi vì mình chưa có nắm rõ được những cái đó cho lắm nên mình sợ bị lừa mất cọc. Khi mà tìm phòng trọ là vấn đề mình lo lắng nhất là trộm cắp và không đảm bảo an ninh. Mình thường lo lắng về vấn đề là giá cả, mình không biết có tìm được phòng trọ hay ký túc xá phù hợp với giá tiền của mình cũng như là những chi tiêu khi làm sinh viên. Trong quá trình nhập học, khi mà mình tư vấn cho các bạn thì các bạn tân sinh viên cũng như phụ huynh gặp nhiều khó khăn trong việc là tìm kiếm nhà trọ và cũng như mong muốn tìm được nhà trọ có chi phí thấp, giá cả ổn định, gần trường và cũng như là an toàn. Các bậc phụ huynh cũng lo lắng về việc là con mình không biết tự lo lắng sinh hoạt cá nhân khi mà môi trường mới còn nhiều điều bỡ ngỡ mới lạ. Thông qua clip phỏng vấn vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều những vấn đề xoay quanh việc tìm trọ của các bạn sinh viên, từ việc tìm trọ sao cho an toàn đến việc những vấn đề phát sinh khi ở trọ chung với người khác. Và ngày hôm nay, phía trường đã mời đến hai vị khách mời để cùng tham gia chia sẻ với chúng ta với chủ đề tân sinh viên và những vấn đề khi ở trọ, với sự tham gia của chị Nguyễn Thị Thu Thảo, bí thư đoàn trường Đại học Nguyễn Tất Thành, và bạn Nguyễn Thị Hồng Đào, sinh viên năm 2 khoa điều dưỡng. Xin được trân trọng cảm ơn hai vị khách mời của chúng ta đã đến tham gia trong buổi ngày hôm nay. Xin mời chị Thảo và bạn Đào, chúng ta sẽ cùng gửi những lời chào đến tất cả các bạn đang xem chương trình ạ. Xin chào tất cả các bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn tân sinh viên của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, và chào quý khán giả. Chào các bạn tân sinh viên, xin chào các bạn đang xem chương trình ạ. Không biết là bạn Đào của chúng ta đã ở trọ được mấy năm rồi, và trong quá trình ở trọ đó thì có những vấn đề nào mà bạn quan tâm nhất không ạ? Dạ, thì em đã ở trọ được 1 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó em cũng ở ghép với bạn, nhưng mà hiện tại em đã ra ở riêng. Thì trong quá trình đó em cũng có một số vấn đề với bạn cùng phòng, đó là tụi em bất đồng về thời gian cũng như là cách sinh hoạt của cả hai. Xin được cảm ơn bạn Đào. Dạ chị Thảo ơi, trong nhiều năm công tác và gắn bó với công tác đoàn thì chị cũng đã có nhiều đợt hỗ trợ cho các bạn tân sinh viên trong việc tìm phòng trọ rồi á. Thì chắc hỏi là theo chị Thảo thì còn những cái vấn đề nào mà các bạn sinh viên thường gặp phải khi thuê phòng trọ không ạ? Cái vấn đề mà bạn Đào trao đổi đó thì chị thấy là các bạn tân sinh viên thường là các bạn sẽ bị lừa về cái khoản tiền cọc. Ví dụ là cọc về cái thời gian giữ cái chỗ trọ đó, hoặc là đặt cọc á, đặt cọc tháng đầu tiên, thì thường thường là các bạn tân sinh viên sẽ bị lừa về vấn đề này nhiều nhất. Khi mà vừa vào năm học thì điều đầu tiên mà các bạn cần phải làm đó chính là tìm phòng trọ. Thì không biết là lúc đó bạn tự đi tìm phòng trọ hay là nhờ sự trợ giúp của người thân, và có câu chuyện nào mà khi đi tìm phòng trọ khiến bạn nhớ nhất hay không? Em tìm trọ không qua lời giới thiệu của người thân, nhưng mà ban đầu thì khi mới lên thành phố là tôi sinh viên thì em cũng được các anh chị cán bộ đoàn hội giới thiệu và tư vấn trọ. Thì đó cũng là một câu chuyện đáng nhớ nhất của em, là các anh chị không chỉ mà giới thiệu trọ mà còn dẫn em đến tận nơi để xem phòng. Em còn nhớ là hôm đó trời mưa nữa, nhưng mà các anh chị phải đi chung với em 3-4 nơi mới có phòng mới ý. À, em cũng nghĩ là khi mà mới lên đây mà lại được sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường như vậy. Chúng ta có thể thấy rằng cái khoảng thời gian nhập học luôn là thời điểm nóng để tìm phòng trọ. Và theo kinh nghiệm của phi trường á, thì khi mà chúng ta đã ưng được phòng trọ nào rồi thì mình nên chốt và ở ngay phòng đó, không nên đi tìm kiếm thêm nữa. Và em cũng xin chia sẻ thêm là bản thân của phi trường cũng rất là may mắn khi mà những cái phòng trọ mà mình đã từng ở qua thì nó không có gặp những cái vấn đề như là lừa đảo hay là tăng chi phí. Nhưng có nhiều trường hợp các bạn gặp phải là các bạn chỉ nhìn nhiều thời gian để đi tìm phòng trọ và không tìm được phòng trọ nào mà mình ưng ý cả, rồi cuối cùng các bạn sẽ chán nản và chốt đại một phòng trọ nào đó để ở và ký ngay hợp đồng trong khi không có xem các điều khoản, dẫn đến là dễ bị các tình trạng như là lừa đảo nè, mất cọc, hoặc là ở những cái phòng mà sập sệ. Vậy thì để tránh tình trạng như vậy thì chị Thảo có thể là chia sẻ các bạn sinh viên cần phải chuẩn bị và trang bị những cái kỹ năng nào để có thể là không mắc phải những cái tình trạng như vậy không ạ? Thứ nhất đó, là đối với các bạn tân sinh viên, khi các bạn đi tìm chỗ trọ thì đầu tiên là bạn nên xác định được cái nhu cầu về nhà trọ của bạn. Ví dụ về mức giá phòng trọ nó như thế nào là phù hợp với bạn, với kinh tế gia đình. Cái thứ hai là bạn muốn là ở gần trường, hay là bạn phải xác định được là bạn muốn ở ghép, ở chung với lại các bạn sinh viên của trường Đại học Nguyễn Thành luôn. Khi mà bạn xác định được cái nhu cầu đó rồi thì các bạn tìm được cái chỗ trọ rồi, các bạn sẽ tới đó, các bạn nên khảo sát, nên xem cái chỗ ở của mình luôn. Và khi đến cái chỗ trọ đó rồi thì bằng tất cả những cái kỹ năng mình có thì các bạn phải nhạy bén và nhận định được cái chỗ trọ này nó có
an toàn hay không. Thí dụ như các bạn đi tới một cái chỗ trọ mà các bạn nhìn xung quanh cái chỗ trọ đó mà các bạn thấy người dân người ta dán cái dòng chữ là cẩn thận mất xe hay là tự bảo quản tài sản gì đó, thì có những chỗ đó là mình phải suy luận ngay là cái chỗ đó nó không có an ninh, chỗ đó nó dễ mất đồ, thì mình phải có những cái kỹ năng quan sát như vậy. Và khi làm việc với chủ trọ để mà mình có thể là mình thuê đó, thì các bạn cũng phải hỏi rõ các vấn đề, ví dụ như về nhà trọ này có được nấu ăn hay là không. Các bạn phải hỏi rõ luôn là giá điện như thế nào, giá nước như thế nào, ở đây có chi phí camera thu hàng tháng hay không, rồi cái mức chi phí của các bạn như vậy là có tăng qua các năm hay là các tháng có tăng hay không. Và khi mà mình làm rõ cái vấn đề đó rồi hết á, thì bắt đầu mình sẽ nhờ chủ trọ cho mình một cái biên bản thỏa thuận và một hợp đồng ở trọ giữa hai bên. Mình lưu ý là trong cái hợp đồng này là cái người ký với mình phải là chính chủ, có nghĩa là phải chủ trọ ký với mình. Và khi mình có cái biên bản và cái hợp đồng đó rồi thì mình phải đọc kỹ những cái điều khoản trong hợp đồng đó, rõ ràng cái nào không hiểu thì mình phải hỏi. Và ký xong thì là nó có hai bản, chủ nhà trọ giữ một bản và các bạn tân sinh viên này giữ một bản, để làm cái căn cứ pháp lý sau này đỡ như mình muốn chuyển trọ hay mình muốn lấy cọc lại. Thì các bạn tân sinh viên cũng sẽ lưu ý thêm, ở thành phố Hồ Chí Minh thì thường thường là nếu mà vào mùa mưa thì nó sẽ có những cái tình trạng như là ngập, triều cường, thì các bạn lưu ý cái chỗ trọ của các bạn xem coi là có bị ngập nước hay là không, lưu ý thêm một cái điểm đó. Hoặc là khi các bạn đi xem trọ thì các bạn nên đi chung với người thân gia đình hoặc là một cái người bạn của mình, để có thể là tới đó rồi mình cùng quan sát với nhau, hoặc là có những cái vấn đề nào đó thì có thể là người thân hay là bạn bè hoặc người thân trong gia đình tư vấn cho bạn thêm hoặc chỉ bạn thêm, thì cái đó là chuyện cái là những các bạn tân sinh viên phải lưu ý. Không biết là hiện tại nhu cầu nhập học của các bạn sinh viên và thuê trọ thì rất là cao, thì vậy làm sao để có thể có được những cái địa chỉ uy tín để cho các bạn có thuê được những phòng trọ uy tín ạ? Riêng với trường đại học Nguyễn Tất Thành á, thì công tác giới thiệu chỗ ở rồi chỗ trọ hay là ký túc xá cho các bạn tân sinh viên thì rất là được nhà trường quan tâm. Thì mỗi năm á, thì vào cái đợt nhập học của các bạn tân sinh viên thì ban giám hiệu nhà trường sẽ giao cho đoàn thanh niên hội sinh viên trường là chuẩn bị một cái số lượng nhà trọ cũng như phòng ốc rất là lớn để đáp ứng được cái nhu cầu cho các bạn tân sinh viên. Những cái địa chỉ nhà trọ này thì đã được văn phòng đoàn hội cũng như là các bạn tình nguyện viên đã sàng lọc, đã kiểm tra hết rồi. Cái nguồn trọ này thì thường là các tình nguyện viên sẽ tới xem rồi kiểm tra hết rồi sau đó chụp hình lại và sẽ tập hợp thành một cái catalog hình ảnh của tất cả các địa chỉ chỗ trọ để cho các bạn sinh viên khi mà được tư vấn các bạn có thể xem được. Còn về cái cơ số hay là cái số lượng phòng mà tại sao mà mình có là số nhiều như vậy thì mình phải liên kết với nhiều đơn vị. Khi bắt đầu cho mùa nhập học thì đoàn hội sinh viên trường phải có công tác chuẩn bị trước đó khoảng 3 tháng thì mình chỉ sẽ thành lập một cái đội sinh viên tình nguyện, các bạn là lớp trưởng, các bạn là bí thư chi đoàn, các bạn sẽ nằm trong đội tình nguyện này và tiến hành đi tìm các cái chỗ trọ cho các bạn tân sinh viên. Thì đó là một kênh. Kênh thứ nhất là tụi chị cũng có thể là nhờ các bạn sinh viên cũ, sinh viên khóa cũ, các bạn sẽ giới thiệu những cái chỗ trọ mà các bạn đã từng ở hoặc đang ở mà các bạn cảm thấy là uy tín đó, thì các bạn sẽ giới thiệu cho đoàn hội sinh viên trường. Đó thì các anh chị sẽ tập hợp thêm được một cái số lượng nhà trọ nữa. Cái thứ ba là các anh chị sẽ liên hệ với lại các quận đoàn hoặc là các hội liên hiệp của các quận để mà nhờ ở những cái địa phương này giới thiệu cho mình cái nguồn nhà trọ trên địa bàn của quận huyện. Thì khi mình nhận được cái số lượng nhà trọ là bắt đầu văn phòng đoàn hội sẽ tiến hành sàng lọc tất cả cái dữ liệu này. Thứ nhất là mình sẽ kiểm tra được là cái chỗ trọ này nó có an ninh không. Nó không an ninh thì mình coi như mình loại đầu tiên. Về giá cả, nếu giá cả mà nó cao quá thì bắt đầu mình cũng sẽ bỏ nó ra. Và còn lại những cái chỗ mà uy tín đó, là bắt đầu mình phải đi khảo sát thật là kỹ và mình cũng sẽ làm việc với chủ trọ trước, rồi sau đó thì bắt đầu mình mới bắt đầu giới thiệu cho các bạn tân sinh viên. Dạ vâng, rất nhiều những nguồn nhà trọ uy tín và chất lượng đúng không ạ? Và phía trường cũng được biết là hiện tại bạn Đào cũng đang tham gia trong đội tình nguyện viên hỗ trợ cho các bạn tân sinh viên trong việc tìm nhà trọ vào dịp đầu năm học. Thì không biết là trong cái đội tình nguyện đó thì bạn Đào đã làm những công việc như thế nào, có thể chia sẻ thêm để cho các khán giả và phía trường có thể biết thêm được không ạ? Thì theo năm trước thì em cũng đã được các anh chị cán bộ đoàn hội qua trên tư vấn trọ cho em, thì năm nay em cũng muốn là người để giúp đỡ cho các bạn tân sinh viên năm nay. Cũng như là chị Hạo đã chia sẻ thì trong công tác tìm trọ thì tụi em cũng đã tập hợp cái thông tin của các nhà trọ lại, xong rồi tụi em cũng đến tận nơi để khảo sát,
xem là chỗ đó có an toàn hay không, là chủ trọ có thân thiện hay không. Và tụi em cũng chính là người mà kiểu tổng hợp lại một cuốn catalog cho phụ huynh dễ dàng để xem trọ hơn. Em nghĩ là việc đó thì cũng rất là ý nghĩa cho các bạn tân sinh viên. Vâng, phi trường cũng được biết rằng vào những mùa nhập học như thế này thì trên các fanpage hoặc là trên các hội nhóm của sinh viên trường mình á, thì có rất nhiều những bài đăng quảng cáo về phòng trọ nè, hoặc là tìm bạn ở ghép. Thì vậy cho mình hỏi là không biết bạn nào có từng tìm nhà trọ qua mạng xã hội hay chưa ạ? Theo mình nghĩ thì tìm trọ qua các trang mạng thì chưa chắc gì nó sẽ uy tín, cho nên là mình khuyên các bạn nên đến tận nơi để xem phòng cũng như là trao đổi một số thông tin với chủ trọ để mình chắc chắn hơn. Bởi vì em cũng sợ là mình sẽ bị tốn thời gian và còn mất tiền oan. Vâng, quả thật cái việc tìm trọ trên mạng xã hội thì nó cũng có khá là nhiều cái hạn chế đúng không ạ? Và chúng ta cũng không biết được đối phương hay là chủ nhà trọ có uy tín hay không, hay không biết là rời phòng, giá phòng rồi điện nước thì nó có đúng như cái những gì mà chúng ta đã thỏa thuận lúc đầu hay không. Vậy thì bây giờ khi mà nhìn lại bản thân của mình so với lại sinh viên năm nhất thì bạn Đào thấy bản thân của mình đã trưởng thành như thế nào ạ? Thì so với năm nhất thì em cảm thấy mình đã trưởng thành hơn rất là nhiều. Chẳng hạn như việc là em đã biết chi tiêu hợp lý, em biết chăm sóc bản thân, như là trách nhiệm và xử lý các tình huống trong đời sống hàng ngày tốt hơn rất nhiều. À dạ chào ơi, hồi nãy thì bạn Đào có chia sẻ là so với năm nhất thì bạn cũng đã có một số điều mà trưởng thành hơn và cũng như học được một số cái kỹ năng hơn. Thì theo chị Thảo thì ngoài việc học cách tự lập thì sinh viên còn có thêm những kỹ năng mềm nào trong cái vấn đề ở chỗ này không ạ? Chị nghĩ là có 3 kỹ năng mà các bạn sinh viên cần nhất khi các bạn bắt đầu cái cuộc sống ở trọ của sinh viên. Thứ nhất đó là về kỹ năng quản lý tài chính. Các bạn phải biết chi tiêu tiết kiệm và hợp lý với nguồn tài chính của mình. Thứ hai đó là các bạn phải biết giải quyết cái vấn đề, kỹ năng giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề với cái người mình cùng ở ghép, cùng ở trọ chung. Cái thứ ba đó là các bạn phải có kỹ năng giao tiếp để mình có cái khoảng thời gian sinh viên khi mình ở trọ với bạn cùng phòng của mình, với các bạn ở chung với mình, ở ghép với mình khoảng thời gian vui vẻ. Thì chị nghĩ ba cái kỹ năng đó là ba kỹ năng phù hợp và cần nhất cho các bạn sinh viên. Vâng, như chị Thảo vừa chia sẻ là có một cái là quản lý chi tiêu, thì em cũng xin được chia sẻ một xíu á, là lúc mà là sinh viên năm nhất á, thì em cũng gặp rất là nhiều cái vấn đề về cái quản lý chi tiêu. Mới đầu tháng ba mẹ gửi tiền lên thì mua rất là nhiều thứ, xong cái tới gần tới nửa tháng hoặc là cuối tháng là bắt đầu hết tiền là ăn mì. Dạ, thì em cũng thấy rằng đúng là cái việc quản lý và chi tiêu như thế nào cho hợp lý luôn là vấn đề của tất cả các bạn tân sinh viên. Và các bạn chỉ mới vừa xa gia đình nên việc chi tiêu chưa có nhiều kinh nghiệm, nên là có thể là đầu tháng thì dùng hết số tiền và phải ăn mì gói. Như các bạn hay nhớ nói đùa với nhau là đầu tháng xài sang, cuối tháng ăn mì. Vậy thì bạn Đào đã gặp phải tình huống này bao giờ chưa ạ? Thì cái việc quản lý chi tiêu thì ban đầu của em thì cũng rất là khó khăn. Tại vì khi mới lên thành phố thì em cũng mua rất là nhiều đồ gia dụng cho phòng trọ của mình, và em cũng dành rất là nhiều tiền cho việc đi ăn bên ngoài. Nhưng mà hiện tại thì em cũng đã có kinh nghiệm hơn. Dạ, cũng đã có kinh nghiệm hơn. Và em cũng nghĩ là sinh viên cứ thấy mì gói là có thiệt đó chị. Vậy thì để khắc phục cái tình trạng chưa hết tháng mà đã hết tiền, thì hai vị khách mời chúng ta ngày hôm nay có thể nêu ra khoảng 3 cái lưu ý dành cho các bạn được không ạ? Em mời chị Thảo trước nha. Để quản lý tài chính cho các bạn sinh viên thì ba cái gạch đầu dòng mà chị dành cho các bạn. Thứ nhất là các bạn phải chia nhỏ cái khoản tiền của mình ra, nhiều khoản nhỏ để các bạn chi tiêu. Gạch đầu thứ hai đó là thường là mình khi bước lên thành phố Hồ Chí Minh đó, thì bắt đầu các bạn thấy cái gì nó cũng mới, cái lạ hết. Các bạn thích mua nhiều vật dụng, nhiều đồ. Nhưng mà trước khi mua thì có một lời khuyên với các bạn là các bạn sẽ suy nghĩ. Có nghĩa là mình có cần thiết phải mua cái đó không, cái món đồ đó không? Và nếu mình không có cái món đồ đó thì có được không? Và mình chỉ cần trả lời hai câu hỏi này thì các bạn sẽ quyết định được là bạn có muốn mua cái món đồ đó hay không. Cái thứ ba, cái đoạn thứ ba là dành cho các bạn đó là đừng bao giờ xài tới đồng tiền cuối cùng. Có nghĩa là mình lúc nào cũng phải để dành lại cái khoản tiền cuối cùng của mình. Chị nghĩ nếu các bạn thực hiện được ba cái việc này thì các bạn sẽ giải quyết được vấn đề về tài chính của mình. Vậy bạn Đào có những cái chia sẻ như thế nào về lưu ý cho các bạn không ạ? Dạ, em cũng muốn bổ sung một ý là cách riêng của em, nhưng mà em nghĩ là các bạn cũng có thể tham khảo. Đó là em sẽ ghi lại cái chi tiêu của mình hàng ngày. Nếu là các bạn thì các bạn cũng có thể tham khảo theo hai cách, đó là ghi trên sổ tay hoặc là trên các ứng dụng điện thoại hiện nay cũng có thể là tổng kết các chi tiêu của mình. Thì em nghĩ làm như vậy thì các bạn có thể cân đối được cái chi tiêu của mình.
Vâng, những tiếp chi tiêu rất là hay luôn đúng không tất cả các bạn. Và phía trường hồi nãy cũng có nghe bạn Đào chia sẻ là bạn Đào đã từng ở chung với bạn bè, thì việc ở chung cũng sẽ có rất nhiều cái lợi, nhưng mà song song đó thì vẫn có một số vấn đề về chi tiêu chung của các bạn trong phòng. Để ở chung với bạn thì bạn Đào có những cái khó khăn nào trong vấn đề chi tiêu chung với bạn trong phòng không ạ? Từ thì em cũng không có một cái vấn đề nào với lại bạn cùng phòng về vấn đề chi tiêu cả, vì tụi em cũng có một cái quyển sách riêng để ghi lại những chi tiêu là hôm nay bạn đã chi cái gì, mua những gì, xong rồi cuối tháng là tụi em chia tiền phòng, xong rồi tụi em chia luôn cái tiền sinh hoạt đó cho nhau. Thỉnh thoảng thì tụi em cũng có mua đồ ăn vặt cho nhau, nhưng mà em nghĩ là những cái li ti đó thì mình cũng không có tính toán gì nhiều. Vâng, vậy thì đối với vấn đề của đại bạn Đào vừa nói á, chị Thảo có thể chia sẻ thêm một số vấn đề nữa được không ạ? Thật ra thì cái việc mà các bạn tân sinh viên hoặc các bạn sinh viên mà ở trọ mà ở ghép chung á, thì nó phụ thuộc vào cái sở thích của các bạn sinh viên thôi. Mình dùng nôm na theo cái ngôn ngữ của các bạn hiện tại bây giờ đó là nếu mà team hướng nội thì lại không thích ở chung mà team hướng ngoại thì lại thích ở chung. Khi ở chung á, thì sẽ có cả cái mặt lợi và cả có những cái phiền toái mà các bạn sinh viên không thích. Ví dụ như khi các bạn ở ghép chung với nhau thì sẽ có những cái lợi như sau. Thứ nhất là đối với phụ huynh, khi mà con mình ở chung với một người bạn nữa đó thì phụ huynh sẽ an tâm hơn. Tại vì khi mà có vấn đề gì đó, phụ huynh không liên lạc được với con mình thì người ta sẽ liên lạc với cái bạn ở cùng phòng. Cái vấn đề thứ hai là thí dụ như khi ốm đau gì đó thì mình sẽ có người bạn cùng phòng với mình chăm sóc hay đi mua thuốc giúp. Cái thứ ba là chị thấy nó là có những cái chia sẻ. Ví dụ về trong học tập mà các bạn tân sinh viên mà các bạn có thể ở ghép chung với lại các anh chị khóa trên cùng ngành đó, thì có những cái chia sẻ kinh nghiệm về học tập với nhau trong phòng. Cái đó là chị Thanh thấy nó có là cái những cái mặt lợi. Ở cái thứ tư là mình sẽ có cảm giác an toàn. Ví dụ như trộm gì đó hay là bị trộm đột nhập nhà đó, thì ra mình lúc nào mình cũng có một cái người để cổ vũ tinh thần là nhà mình có hai người chứ không phải một mình. Đó là cái lợi của cái việc mở ghép. Một vài bạn sinh viên khi chị tiếp xúc á, thì các bạn cũng có than phiền về cái chuyện là ở ghép chung. Thì ở ghép chung thì nó sẽ có những cái nhọc nhằn. Giống như hồi nãy Đào chia sẻ là do cái cách của Đào là Đào đã quá gọi là biết cách để mà mình phối hợp mình ở chung với bạn. Còn những bạn đó thì các bạn sẽ cảm thấy là phiền phức trong cái chuyện chi tiêu tài chính giữa hai đứa với nhau. Rồi ví dụ như nó có sự tị nạnh với nhau, ví dụ như hôm nay sao bắt tôi rửa chén hoài mà không phải là tới bạn. Hoặc là khi mà ở chung phòng thì bắt đầu là sẽ đứa này sẽ dẫn bạn gái về phòng, rồi nó có những cái phiền phức đó thì nó sẽ cũng sẽ có, nhưng mà mặt lợi của nó thì mình cũng phải ghi nhận. Cảm ơn chia sẻ của chị Thảo rất là nhiều. Và bạn Đào cũng đã trải qua những lần ở ghép với bạn bè như vậy rồi, thì bạn có thể chia sẻ những tiếp nào để có thể là ở chung với bạn cùng phòng không ạ? Em cũng có một số vấn đề muốn chia sẻ là các bạn ở cùng với nhau cần nên trang bị một cách mà chi tiêu cho thật tốt, và cũng nên là sòng phẳng trong việc tiền bạc với lại bạn cùng phòng. Cho nên những cái thứ như là em đã chia sẻ là mình nên ghi chép lại, cho nên đến khi mà có những vấn đề đó, thì mình dễ dàng giải quyết hơn. Dạ vâng, nhưng nên việc ở trọ chung với bạn bè thì có rất nhiều những vấn đề xảy ra. Nếu như chúng ta hợp tính thì không sao, nhưng tính chất trái ngược thì sẽ có rất nhiều những vấn đề xảy ra. Và nhiều khi các bạn mới lên thành phố thì nghe các anh chị chia sẻ rằng là đừng có nên sống chung với bạn thân, sống chung với bạn thân thì dễ mất luôn cái tình bạn đó. Vậy thì theo bạn Đào, bạn thấy nhận định này như thế nào? Dạ, em nghĩ thì ở chung với bạn thân không phải là nó cũng có một mặt tốt và một mặt hạn chế, là ví dụ như tụi em dễ dàng chia sẻ với nhau hơn. Nhưng mà nếu mà xảy ra vấn đề đó, thì do là quá thân cho nên là tụi em cũng khó mà giải quyết. Cho nên em nghĩ là dù cho ở chung với ai thì mình cũng nên đặt ra cái quan điểm chung ngay từ đầu, và cũng nên nói thẳng với nhau khi là mâu thuẫn để mình dễ giải quyết và mình hiểu nhau hơn. Về phía chị Thảo thì ở thời sinh viên của mình á, chị có phải gặp những vấn đề liên quan tới bạn ở chung phòng không ạ? Chị thì chị không ở trọ, nghĩa là khi khoảng thời sinh viên của chị thì chị không ở trọ. Còn những cái vấn đề mà gặp phải khi ở trọ của chị thì nó lại không có, nhưng mà trong công tác nhiều năm của mình ở trường về cái mảng mà tư vấn hỗ trợ nhà trọ cho sinh viên, thì khi mình tiếp nhận những cái thông tin, cái phản hồi của các bạn sinh viên á, thì chị cũng thấy có nhiều bạn cũng có những cái phản hồi. Ví dụ như về khi chung phòng á, có những cái phiền toái với nhau thì các bạn cũng chia sẻ và chị cũng có thu, và tụi chị cũng có tư vấn rõ với các bạn sinh tân sinh viên khi mà bạn muốn ở ghép thì các bạn có những cái vấn đề gì các bạn phải chuẩn bị tâm lý, và có những cái vấn đề gì các bạn phải hiểu và thông cảm với các bạn cùng phòng.
thì tụi chị cũng có tư vấn cho các bạn sinh viên vấn đề đó. Đúng là mỗi người chúng ta thì sẽ có một tính cách khác nhau, nên là cái việc sống chung thì đôi khi cũng sẽ có những cái bất đồng về quan điểm cũng như là suy nghĩ, và nếu mà chúng ta không biết cách chung hòa nó thì sẽ xảy ra những cái chuyện mà không có hay lắm cho mấy, đúng không chị? Dạ vâng. Vậy thì đối với bạn Đào thì bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp bạn bè ở chung phòng có những xảy ra những xích mích và cách giải quyết của bạn lúc đó như thế nào? Dạ thì em nghĩ là việc xích mích với bạn bè thì chắc chắn là sẽ có, mà ở chung với bạn cùng phòng đó thì là càng dễ xảy ra hơn. Cho nên là khi mà có những mâu thuẫn hay là vấn đề gì thì mình nên chia sẻ với nhau, nói thẳng với nhau để giải quyết, tại vì mình còn ở chung với nhau nữa mà. Vâng. À, bản thân Phi Trường cũng đã từng thấy rất nhiều trường hợp là bạn bè của mình ai vào ở chung xong rồi có những cái cãi vã rồi những cái bất đồng về quan điểm á, thì hai người bắt đầu là tách ra đường ai nấy đi. Thì theo chị Thảo, như vậy khi mà sống một mình thì nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm như thế nào, chị có thể chia sẻ với các bạn được không ạ? Về ưu điểm á, ví dụ như bạn tân sinh viên hoặc sinh viên các bạn sống trọ một mình á thì các bạn sẽ có không gian riêng và thoải mái hơn. Về thời gian, các bạn cũng có tự do về sở thích của mình hơn. Ví dụ như mình ở một mình thì lúc nào mình muốn nghe nhạc là mình nghe, và ví dụ mình muốn mua thú cưng thì mình nuôi. Đó là cái không gian tự do của các bạn đó. Còn về nhược điểm thì bạn đó phải đảm bảo được tài chính, có nghĩa là nếu mà cái giá phòng, tiền phòng hai người cùng chia nhau thì nó sẵn rẻ hơn là một mình bạn phải chi tiêu hết. Mình sẽ cảm thấy hơi buồn, tại vì có những lúc mình buồn hoặc là mình thi trượt hoặc là mình bị trống vắng gì đó thì mình lại không có người cùng phòng để chia sẻ với mình. Hoặc là trong công tác nấu ăn cũng vậy, ví dụ như hai bạn mà cùng ở chung với nhau mà cùng nấu ăn thì nó sẽ vui hơn, và nó có người để trao đổi trò chuyện thì chị thấy là nó sẽ vui hơn là ở một mình. Như chị Thảo đã chia sẻ, có ưu điểm có nhược điểm của vấn đề ở một mình rồi, thì theo Đào thì bạn thích ở riêng hay là ở chung với bạn bè hơn? Nhưng bây giờ thì em ra ở riêng rồi nên là em cũng thích cuộc sống ở riêng hơn. Thì như chị cũng đã chia sẻ thì em cảm thấy thoải mái hơn, thấy tự do đi lại hơn. Bên cạnh đó thì cũng có một vấn đề như là mình bị bệnh thì không có ai chăm sóc cho mình. Thì đợt hôm đó thì em cũng phải đi mua thuốc một mình vào 2 giờ đêm. Gia đình, người thân mình rất là lo lắng cho mình nữa. Dạ chị Thảo ơi, hồi nãy thì bạn Đào có chia sẻ là lúc đầu là sinh làm tân sinh viên á, thì bạn Đào có được bên đoàn hội của mình hỗ trợ là trong công tác tìm phòng trọ. Thì vậy để các bạn tân sinh viên nếu mà có nhu cầu muốn tìm phòng trọ thì các bạn sẽ liên hệ qua các kênh nào cũng như là để các bạn hỗ trợ được ạ? Các bạn có thể liên hệ bằng hai kênh, nhất là trực tiếp hoặc là online. Trực tiếp thì các bạn có thể tới văn phòng đoàn hội các cơ sở của nhà trường ở quận 4 nè, quận 7, quận 12 để các bạn nhờ được tư vấn trực tiếp. Hoặc là các bạn có thể ghé ở sảnh của nhà trường, cơ sở mà đang nhập học nè, là 300 Mai Nguyễn Thị Thành với lại là 331 quốc lộ 1A, để có một cái đội hình tư vấn nhà trọ sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn luôn. Hình thức thứ hai đó là online. Thì nếu mà các bạn muốn đoàn hội sinh viên từng tư vấn online cho các bạn đó thì các bạn có thể gọi qua số nội bộ của văn phòng đại hội các cơ sở để các anh chị tư vấn online, hoặc là các bạn nhắn tin trực tiếp fanpage thì sẽ có các anh chị, các chuyên trách của văn phòng sẽ tư vấn tận tình cho các bạn. Vâng, cảm ơn chị. Thì trường thấy rằng là hàng năm thì trường chúng ta có rất nhiều các bạn sinh viên tới nhập học. Thì bên cạnh đó thì cái việc các bạn tìm phòng trọ cũng như ký túc xá thì rất nhiều. Thì chị Thảo cũng như bạn Đào là hai người ở trong cái đội tình nguyện hỗ trợ các bạn tân sinh viên trong vấn đề đó. Thì không biết là chị Thảo, bạn Đào có những cái kỷ niệm hay những câu chuyện nào mà nhớ nhất về cái công tác hỗ trợ cho các bạn tân sinh viên trong việc tìm trọ không ạ? Kỷ niệm mà chị nhớ nhất á, có nghĩa là mình sẽ trong cái quá trình mình tư vấn cho các bậc phụ huynh rồi các em thí sinh, thì có nhiều phụ huynh mà họ khó tính á, thì mình tư vấn rất là lâu. Mình tư vấn rất là lâu và rất là kỹ, và thậm chí là các bạn phải nhờ các anh chị là chuyên trách văn phòng để xuống để tư vấn và phải làm rõ với phụ huynh. Cuối cùng thì phụ huynh cũng hài lòng, nhưng mà gặp những người khó tính như vậy, mà khi một khi mà mình đã tư vấn cho họ hài lòng rồi đó thì họ rất là ưng ý, và bất kỳ cái vấn đề nào xảy ra về công tác nhà trọ là họ sẽ liên hệ mình ngay. Thì cái kỷ niệm của chị thì khi mà các bạn tư vấn được như vậy là phụ huynh họ rất là vui nha, họ cảm ơn rất là nhiều, và mình cảm thấy là cái công tác của mình có ý nghĩa, tại vì mình nhìn được trên cái khuôn mặt của phụ huynh và các em sinh viên đó đã tìm được một cái chỗ mà họ ưng ý quá rồi, họ thích quá rồi, và họ cứ cảm ơn mình lia lịa luôn, thì mình cảm thấy rất là vui.
rất là vui trong khi mình đã giúp được người khác và mình cũng giúp được cho nhà trường. Và rất nhiều những cái feedback tốt từ các cả phụ huynh cũng như các bạn sinh viên khi mà bên đoàn hội mình đã hỗ trợ các bạn rất là tích cực trong vấn đề tìm trọ. Nó cũng là giúp cho các bạn có thể chuẩn bị một hành trang tốt nhất cho cái hành trình mà theo học đại học suốt 3 đến 4 năm của mình. Và đối với Đào thì bạn có kỷ niệm nào nhớ nhất về cái khoản hỗ trợ này không ạ? Dạ thì thật ra thì em cũng mới công tác trong đội tình nguyện này gần đây thôi, cho nên là cũng chưa có kỷ niệm nào mà sâu sắc hết. Nhưng mà nói về kỷ niệm thì cũng khá là nhiều. Mà khi mà đang làm việc á thì tụi em cũng đã bắt gặp được những chuyến xe lên từ lẻ lên rất là sớm, 4-5 giờ sáng. Thì em thấy được cái sự lo lắng ở trên gương mặt phụ huynh là không biết con em mình sau này ở trên thành phố sẽ như thế nào. Tại vì đã tự lập cuộc sống một mình đó chị. Thì trong quá trình nhập học thì cũng đã được tụi em giới thiệu tư vấn trọ. Thì họ tìm được ưng ý cái nơi đó thì cũng rất là hạnh phúc. Và cũng cảm ơn tụi em rất là nhiều. Cho nên là tụi em cảm thấy là cái công việc này của tụi em cũng rất là ý nghĩa. Công sức tụi em bỏ ra nó không có bị phí rồi. Thông qua những chia sẻ của bạn Đào thì phía trường cũng đã một phần nào đó cảm nhận được rất nhiều cái niềm vui trong công việc mà bạn Đào hiện tại đã đang làm. Và bạn cũng thấy rất hạnh phúc khi mà giúp đỡ được rất nhiều những phụ huynh từ tỉnh lẻ lên, cũng như là giúp được các bạn tân sinh viên có thể chọn được cho mình một cái chỗ trọ ưng ý và phù hợp với bản thân của mình nhất, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Thảo cũng như của bạn Đào rất là nhiều. Và hy vọng rằng với chủ đề ngày hôm nay, tân sinh viên và những vấn đề khi ở trọ sẽ giúp ích cho tất cả các bạn sinh viên trong việc tìm trọ. Và phía trường nghĩ rằng đối với các bạn sinh viên, việc ở trọ rất quan trọng trong quá trình học tập của chúng ta. Và hy vọng rằng từ những chia sẻ của hai vị khách mời chúng ta ngày hôm nay thì các bạn có thể lựa chọn được cho mình những phòng trọ phù hợp và ưng ý nhất. Và trước khi để kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời chị Thảo và bạn Đào chúng ta sẽ có những điều nhắn nhủ đến với tất cả các bạn đang xem chương trình cũng như tất cả các bạn tân sinh viên của chúng ta được không ạ? Chị có một cái nhắn nhủ tới các bạn tân sinh viên và các bạn sinh viên như thế này. Một khi mà các bạn muốn tìm một cái chỗ trọ đó thì các bạn nên tìm được một cái chỗ tư vấn hay là giới thiệu hỗ trợ cho mình phải thật sự là uy tín để đảm bảo cái an toàn cho mình. Tránh trường hợp là mình sẽ bị những cái người môi giới nè, rồi bị lừa cọc, bị mất tiền oan. Đó là cái nhắn nhủ của chị. Vâng, xin cảm ơn chị Thảo. Xin mời bạn Đào sẽ cùng chia sẻ với các bạn ạ. Mình thì cũng không biết nói gì hơn, thì mình cũng chỉ xin chúc các bạn là có một quá trình học đại học thật là tuyệt vời và hãy hết mình với lại đam mê của mình để không phụ lòng cha mẹ. Vâng, xin được cảm ơn những lời nhắn nhủ hết sức chân tình của chị Thảo cũng như là của bạn Đào rất là nhiều của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chị Thảo cũng như là bạn Đào đã dành thời gian đến đây để có thể là chia sẻ cùng với tất cả các bạn tân sinh viên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình Đời Sống Sinh Viên.